Bài thuốc mà bác sĩ thường xuyên sử dụng để điều trị thể trạng thượng nhiệt hạ hàn. Thì trong video chia sẻ kiến thức của ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ bài thuốc đó đến với cả nhà. Hai, xin chào cả nhà. Thì trong video chia sẻ kiến thức của ngày hôm nay thì bữa hôm qua là bác sĩ có chia sẻ đến cả nhà là một cái thế bệnh mà rất là thường gặp hiện nay, đó là thế thượng nhiệt hạ hàn. Tức là nửa người trên của chúng ta thì có cái cảm giác đó là nhiệt, và nửa người dưới thì chúng ta có cảm giác là bị hàn lạnh. Và chúng ta sẽ có những cái triệu chứng như sau. Là nửa người trên thì các bạn sẽ dễ có cái hiện tượng là bị khô khát, môi khô này, họng khô này, rồi hay bị khát nước. Và nú thì hay có hiện tượng là bị viêm, rồi chúng ta bị lở. Rồi các bạn có tình trạng là khó ngủ và đêm trằn trọc, rồi hay thức giấc. Và tim thì hay bị hồi hộp, đánh trống ngực. Còn nửa người ở bên dưới thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng của hàn lạnh. Như là các bạn có cái tình trạng đó là lòng bàn chân hai bên thì có tình trạng rất là lạnh. Rồi nhu động ruột giảm, dẫn đến là tình trạng là hay bị tiện bí hoặc là bị khó đi cầu. Và nữ giới thì có tình trạng là tử cung bị lạnh. Rồi kinh kỳ thì sắc thì hay màu đỏ thẫm và hay có huyết cục. Còn nam giới thì hay bị di tinh, mộng tinh hoặc là chưa đến chợ đã hết tiền. Thì đó là những cái dấu hiệu khi mà các bạn có cái thể trạng đó là thượng nhiệt hạ hàn á, thì các bạn sẽ có những cái triệu chứng gợi ý như vậy. Và trong cái video của ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ đến cả nhà một cái bài thuốc mà bác sĩ rất là thường xuyên sử dụng để điều trị cho bệnh nhân. Đó là bài thuốc phụ tử tả tâm thang. Thì cái bài thuốc này thì chúng ta sẽ chỉ có 4 cái vị thuốc thôi các bạn. Và trên tay của bác sĩ đây thì sẽ có 4 cái vị thuốc này. Và bài thuốc này thì các bạn sẽ thấy ở đây ha. Cái miếng ở đây thì các bạn sẽ thấy đó là vị thuốc đại hoàng. Và trong cái bài thuốc này thì bác sĩ đang sử dụng đó là 3g ha. Rồi tiếp theo là ở phía trên này thì chúng ta sẽ có vị thuốc hoàng cầm. Rồi phía ở đằng dưới này thì chúng ta sẽ có cái vị thuốc là phụ tử chế nha cả nhà. Và ở ngay trước mặt bác sĩ này đó là vị thuốc hoàng liên, chân gà. Vị thuốc này cực kỳ mắc luôn. Thì trong cái bài thuốc phụ tử tả tâm thang này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 4 cái vị thuốc như thế này. Và các bạn sẽ khi mà các bạn muốn sử dụng và đạt cái hiệu quả cao thì các bạn sẽ cần phải chú ý ha. Là đối với tam hoàng là hoàng liên, hoàng cầm và đại hoàng khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ phải sắc riêng ra. Bởi vì những cái vị thuốc này thì chúng ta sẽ lấy khí thôi. Nên là cái thời gian mà chúng ta sắc thì các bạn sẽ sắc trước và trong khoảng 10 phút. Sau đó thì các bạn sẽ sắc cái vị thuốc phụ tử, tức là cái vị thuốc này nè các bạn. Đây, vị thuốc này là phụ tử chế và vị thuốc này rất là nóng. Và cái vị thuốc này thì các bạn sẽ lấy vị của cái vị thuốc này. Thì các bạn sẽ cần phải sắc trong thời gian khoảng 40 phút. Sau đó rồi các bạn sẽ lấy hai cái nước đó, hai cái nước thuốc các bạn hòa lẫn vào nhau. Rồi các bạn uống ấm sau khi ăn sáng và tối. Thì cái bài thuốc này thì nó sẽ có tác dụng như sau. Ba cái vị thuốc tam hoàng, hoàng cầm, hoàng liên với lại đại hoàng thì có tác dụng là thanh đi cái nhiệt ở vùng thượng tiêu. Và còn cái vị phụ tử thì ôn ấm cái vùng hạ tiêu để tán hàn đi. Và qua đó làm cho thủy hỏa trong cơ thể chúng ta sẽ được đối lưu lại với nhau. Và sẽ điều trị rất là hiệu quả cái tình trạng mà các bạn đang có thể thượng nhiệt hạ hàn. Ngoài ra thì cũng tùy theo các triệu chứng kèm theo của các bạn là gì thì bác sĩ có thể là kết hợp với một số các vị thuốc khác, giống như là vị thuốc sinh tân này hoặc là các vị thuốc để cố sáp để có thể phù hợp hơn với từng cái thể trạng của bệnh nhân. Và nếu như mà cả nhà đang có thế là thượng nhiệt hạ hàn thì ngoài cái vấn đề là cả nhà sử dụng thuốc giống như là cái bài phụ tử tả tâm thang này thì cả nhà cũng cần phải chú ý là trong cái vấn đề dưỡng sinh. Thì bữa hôm qua thì bác sĩ có chia sẻ đó, thì đối với vận động thì cả nhà sẽ cần phải chú ý là chúng ta sẽ tham gia những cái môn thể thao ở vùng chân để kéo khí và huyết đi xuống dưới, và qua đó sẽ đưa cái hỏa để đi xuống để ôn ấm cái vùng thận thủy ở bên dưới rất là tốt. Còn đối với vấn đề ăn uống thì cả nhà chú ý là chúng ta sẽ không vì cái nhiệt ở vùng thượng tiêu mà chúng ta lại sử dụng nhiều cái thực phẩm mang tính hàn lạnh thì khi đó là nó sẽ làm cho cái vùng hạ tiêu của chúng ta nó ngày càng hàn nhiều hơn, và qua đó cái tình trạng sức khỏe của chúng ta nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Nên là cả nhà sẽ chú ý là những cái thực phẩm mà những cái đồ ăn thức uống trong đời sống hàng ngày thì cả nhà sẽ quân bình âm dương lên, chẳng hạn như là khi mà cả nhà sử dụng rau đó là những cái thực phẩm mà mang tính hàn thì cả nhà nên gia thêm những cái gia vị mà có tính ôn vô, giống như là cho thêm ít gừng này, cho ít tiêu, ít tỏi này, hoặc là cả nhà nên luộc lên. Thì chính cái hiện tượng mà cả nhà luộc lên thì sẽ làm cho cái rau của chúng ta nó sẽ mang cái tính bình và nó ít bị hàn lạnh hơn.
Đó. Rồi khi mà cả nhà có thể sử dụng thịt vịt này, đó là một trong số những loại thịt mà có tính hàn á, thì cả nhà cũng cần phải kết hợp với một cái vị thuốc mà có tính nóng giống như là gừng này. Đó, thì vừa để áp chế cái mùi tanh của vịt mà lại vừa có thể là quân bình âm dương trong cái thực phẩm mà chúng ta ăn. Nên là cả nhà sẽ cần chú ý ha, là đối với những người mà thể trạng thượng nhiệt hạ hàn thì những cái thực phẩm mà chúng ta đưa vào trong cơ thể của mình thì nó phải quân bình âm dương. Và tránh vì mà cái nhiệt của chúng ta ở phía ở trên nè mà chúng ta lại sử dụng những cái đồ ăn mang tính hàn lạnh, rồi chúng ta uống nước lạnh ra, rồi chúng ta ăn nhiều hoa quả trái cây, rồi sử dụng nhiều nước ép, đó thì nó sẽ không tốt đối với cơ thể của mình. Và đối với giấc ngủ thì để mà hạn chế cái tình trạng là thượng nhiệt hạ hàn á, thì cả nhà sẽ cần phải đi ngủ nghỉ sớm ha, và tránh làm việc và thức khuya. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc thức khuya thì cái phần dương trong cơ thể của mình á thì nó sẽ thượng lên ở phía trên ha, và nó sẽ không tốt đối với những người đang có thể thượng nhiệt hạ hàn. Thì các bạn sẽ cần phải ngủ nghỉ sớm trước 23 giờ cho bác sĩ nha. Rồi còn đối với vấn đề đó là tình trí, nó cũng rất là quan trọng. Thì ở thời điểm hiện tại á, là công việc của chúng ta cũng bị căng thẳng, stress, áp lực rất là nhiều. Hầu như tất cả các ngành nghề chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Nên thành ra là cả nhà cũng cố gắng là cân bằng cái chi tiêu ha. Sau đó rồi chúng ta cũng có cái thời gian để chúng ta có thể đi rèn luyện thể dục thể thao này. Đó, rồi chúng ta đi về những nơi có nhiều cây xanh, đi nhiều về hồ nước để cho khí cơ trong cơ thể của mình được điều hòa tốt hơn. Thì đó là những cái lời khuyên của bác sĩ ha, khi mà các bạn có cái thế thượng nhiệt hạ hàn. Ngoài việc là các bạn sử dụng thuốc phụ tử tả tâm thang ra thì cả nhà cần phải chú ý trong cái vấn đề dưỡng sinh nữa. Bởi vì hiệu quả thì thuốc sẽ mang lại rất là tốt, nhưng mà để duy trì cái hiệu quả đó thì cả nhà cần phải chú ý những cái thói quen trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ ăn uống, vận động, ngủ nghỉ cho đến vấn đề tâm sinh lý, để có thể giúp cho chúng ta có thể kiểm soát được cái thế thượng nhiệt hạ hàn này được một cách tốt nhất. Ok, nếu như mà cả nhà xem hết video và đến đây á, thì bác sĩ tin chắc rằng cả nhà đã có cho mình cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình. Ngoài ra, nếu như mà cả nhà xem video của ngày hôm nay và có bất kỳ những cái câu hỏi hoặc thắc mắc nào đó trong cái quá trình mà cả nhà xem những cái video của bác sĩ á, thì cả nhà cứ để lại trong phần bình luận ở bên dưới ha. Còn video của ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Bác sĩ sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong những video chia sẻ kiến thức lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.